Xin chào anh em ơi. Bữa nay 20 tháng 10 ở nhà buồn không biết làm gì. Đi ra đi vô. Thấy cái xe đẹp 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 đẹp. Quay cho anh em coi chơi. Quay up lên chơi để đỡ buồn. Đẹp không anh em? Quá mới luôn anh em. Bây nó là quá mới. Xe nhiều lắm nha anh em. Xe thích ra ngoài quay vòng vòng chơi em. Hết biết cái bồ nó mới. Cái giò đạp nó tiếu quá. Cái bình xăng con nằm trong này vậy nè, hôm không biết à, up video lên đó là anh em chỉ nằm trong này nè, nó làm công nhận hay thiệt anh em, nằm trong này nè, vậy mà cái e nó dám hút lên đây nè, nó cái e nó không có e cái bọng chứ, đậy kín nắp này, cái nắp này nó có gon luôn, nó vậy là cái gió cái hơi nó hút hút cái e này xuống, hút hút cái e này xuống, cái e nó nằm ngoài này nè, cái gắn e này. Không có, nó không trực tiếp gắn vô ống nghe luôn, vậy nằm cái bình xăng con tròn lẻm. Đầu cổ thì nguyên zin nè. Bên An Giang hay là Tịnh Biên nó có một chiếc giấy thành lý, nghe đâu kêu 100 triệu, xe này của phép là giấy đi đường chơi thôi nha anh em, về có muốn gửi thanh lý gì đó là gửi vô thanh lý để chơi. Xe này đi cái nước đi của nó thì nói ra là không biết diễn tả sao, nó im á, im mà nó sướng. Đi phơi lắm anh em ơi, cái máy nó nhẹ hiều quá anh em ơi, đã lắm. Hôm bữa mở cái bình nhớt nằm đây, bên kia là học bình đang nhìn cấu tạo, nhìn cái cấu tạo nó đơn giản thiệt. Trên bên ngựa sắt, ngựa sắt thì cái đầu là bông cắt kè luôn anh em. Mấy thằng này hàng cam không anh em, thị trường Việt Nam mình không có nhập khẩu và bán cái loại xe này đâu anh em, xe cam về. Rồi giấy tờ muốn vô kiểu gì đó vô,
Nhưng chiếc xe là chiếc Bentley đó thì vô hợp lệ đó, anh em sang tên vô tư nha anh em, sang tên hồ sơ rồi đầy đủ, anh em về có đài nhập vô bình thường, còn này thì giấy đi đường thôi. Mấy cái thể loại này thì ông không có đáng ngại, nó không có bị để mắt như xì bo đâu anh em ơi. Sáng đi uống cà phê chạy tè tè bình thường, công an bình thường nó mới kêu, gặp mấy cái xe này nó mới kêu anh em. Nó chạy gặp nó hôm qua qua đi gặp nó, chắc tại mặt mình nó quen hay sao không biết. Nó chứ tại vì mình cũng dân địa phương, đi uống cà phê thì mặc cái quần xà lỏng, mặc quần sọt kiểu này, quần thể thao á, quần sport sport rồi chạy đi vòng vòng cà phê. Mình dân địa phương mà cái thể loại này thì nó nóng, không có thèm lý tới đâu, nó không có rảnh đâu. 20 tháng 10, 20 tháng 10 phép chúc cho anh em của mình thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, thật là hạnh phúc. Sức khỏe là quan trọng nhất nha, phép chúc sức khỏe là đầu tiên nhất, không có sức khỏe không có làm gì hết. Có sức khỏe là có tất cả. Còn trẻ thì là lấy sức khỏe đổi tiền, cái chừng lớn tuổi, cái chừng lớn tuổi không tiền không đổi lấy sức khỏe được, bệnh thì cũng nằm liệt đó thôi, không mua được sức khỏe, không mua được thời gian. Bởi câu đầu tiên Pháp muốn gửi đến anh em là chúc anh em có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công cuộc sống, sống mà ưu phiền nặng nề hay là khó khó chịu hay là gì kiểu gì đó cũng là sống, mà sống mà vui vẻ hài hòa hòa đồng với tập thể với mọi người cũng là cũng sống. Mình tại sao mình không chọn mà vui vẻ anh em, vui vẻ hòa đồng hoạt bát, nhiều khi nói được chứ làm chưa chắc được, ra đường cái là mặt nhau mặt nhăn mặt nhau không ha, gặp người quen không thèm nhích môi, cái đó là do áp lực công việc, áp lực cuộc sống anh em, ai cũng vậy hết. Dính keo đây, dính keo không chùi xét hết, chúng là lao cho đó. Cái đồ thâm sơn nó nằm nằm miếng trên nữa, nằm miếng trên ông phép đúng cà phê, cái mấy ông đó nói xe này nó gắn ngược gắn ngược sao dạng ốc được, nói với gắn ngược nó khớp bọng rồi nó cũng sai hết trơn, nó có cái vị trí nó đúng mới gắn được chứ đâu phải muốn gắn sao gắn đâu. Xe này nó có cái bẩn, đúng kia nó có cái bẩn thì có thể nó bắt ốc đây nè, đây dí xuống đây nè anh em, nó có thể là gì, nó có bẩn nhiều, bẩn này chắc chắn có chứ không phải có thể, tại vì cái xe với thanh lý ở bên Tịnh Biên á, họ kêu phép đâu cả 100 triệu gì đó, thì cái đó có cái bẩn này, còn cái bẩn xe có mi răng gì mà không biết, phép biết mới không xe này không, mà không biết vỏ bánh gì còn không nữa, gửi hình mấy tấm hình đó, phép xem thôi. Xe này thì mới lắm nha anh, xe này vỏ bánh đồ còn, anh em đi nhầm đầu câm nè, đầu câm còn 7 màu luôn anh em, nói anh em dòm thấy không, phép không nói sai vậy nè, có sao nói vậy đó. Còn cái mà cái thể loại dành này là cực kỳ mắc nha anh em, dành này nó rất là có giá trị anh em. Đó, em dòm thấy không, da băng luôn á,
những cái thông số nó quấn cho nó đó nè. Giống như phép làm kinh đó anh em. Làm kinh mà ví dụ như là tự ái quá hoặc là để ý những cái ảnh hưởng tiêu cực của cộng đồng này kia rồi thì chắc làm được đâu. Đó, phép khi phép quay clip như này nè, nhiều khi quay clip chia sẻ thấy chiếc xe đẹp đẹp cũng là lạ. Xe này chứ nó thiệt chứ có nhiều anh em chưa chạy đâu, kể cái bản thân phép là người đàn lần đầu tiên phép mua nè. Có người nhiều anh em comment ở bên Campuchia đầy thì ai mà không biết bên đó nó đầy nó nhiều. Tại vì cái thị trường này xe này thì nằm bên đó mình nhập về chứ đâu. Thì mình đi phải đi qua đường nước bạn đó nhập về đây. Mà comment vô nói gì phép có chiếc xe khoe mẻ hoài gì lum la. Phép ẵn hết. Kinh của phép là phải vui vẻ anh em phải hòa đồng với nhau. Những cái mà comment mà tiêu cực không có ý hay phép không thích, không có đóng góp được gì thì thôi, còn comment này kia được vô. Đã phép quay là quay không cho những cái thể loại như anh em nó coi đâu, những anh em ta cần coi đó anh em, cái dành đó anh em Takasago cái hiệu dành. Còn ví dụ mình biết rồi là bên Cam đầy thì thích thì anh cứ qua bên Cam mua, nó 3-4 ngàn diễn chiếc đầy đó, phép lỗi khỏi kinh luôn cho nó vui vẻ nè. Cuộc sống mà mình đâu có phải mà cần nhất, mình thì rất là cần anh em, rất là thương anh em, mình sống tình cảm lắm nhưng mà mình không có cần những cái lỗi đó nè, mình không có cần số lượng đâu, mình chú trọng nó với số lượng nhiều đâu. Mua được xe đẹp xe hay quay lên cũng bị nói này nói nọ, bởi nói làm kinh á, làm video này làm YouTube này, vì những cái đó mà những người mà bị ảnh hưởng những cái comment tiêu cực chứ sợ viết không dám quay không dám viết thì sợ luôn, phép không có sợ đâu. Nãy gì đi ra vô gặp xe đẹp quá cặp điện thoại anh quất quay cho anh em không biết xem chứ không quay cho những cái thể loại đó xem. Ví dụ mình biết rồi mình có thể lướt qua hay mình không có cần phải coi. Phép đi tựa đề Suzuki K90 đó, xe này tao biết rồi là tao không coi, tao có thể nét nhảy vô coi chi đã rồi đó, comment gì nó mắc cười lung tung. Những cái mà lời nói tiêu cực á, cái người nào mà chứa những cái mà lời nói tiêu cực nhiều á, phép hứa với anh em cuộc sống ngoài người đó sẽ không bao giờ thành công đâu, nó khẳng định điều đó luôn á. Kể cả mình phép khuyên anh em luôn, kể cả vẫn đang phép luôn, cố gắng những gì tiêu cực trong đầu bỏ hết, không để nó tồn tại ở trong đầu mình, những cái ý nghĩ tiêu cực, những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái lời nói tiêu cực, hãy nghĩ nó đều tốt đẹp anh em, là tốt đẹp nó tự nhiên sẽ đến nè. Tin phép đi, phép nói thật anh em thử, hồi xưa phép cũng vậy đó, hay suy nghĩ tiêu cực gì người này về người nọ rồi rất nhiều vấn đề không hay cuộc sống. Nhưng mà ngạn lớn thì nó sẽ dần dần thay đổi nè, nhận thức được nhiều thứ bởi mình bỏ hết. Sang anh thử xì bo ngoài, mình cứ vui vẻ lạc quan yêu đời, sống tích cực vào, cuộc sống tốt đẹp tự dưng sẽ đến nè, hứa với anh em vui, danh dự luôn. Đỡ anh em bắt đầu từ ngày mai trở đi, anh em đừng có suy nghĩ tiêu cực, đừng có suy nghĩ mà gì khác, đừng có mà đa nghi, hãy cứ tin tưởng một người nào đó, hãy cứ thương yêu mọi người, cuộc sống tốt đẹp sẽ đến. Xin lỗi anh em lớn tuổi, em phép không có ý dạy đời gì, hy vọng gì nha anh em, cái này là cái chia sẻ anh em ơi, chứ phép thì cũng nhỏ tuổi lắm, cái kinh nghiệm sống không có nhiều đâu, cái này là cái chia sẻ thôi để anh em mình cùng phát triển, cùng đạt được cái sự hạnh phúc nhất định trong cái cuộc sống này, trong cái xã hội này anh em ơi. Chứ em phép nhỏ tuổi lắm, phải không có dám lên tiếng dạy đời gì đi. Nhiều anh em chinh kinh của phép á, nhiều anh em thành công lắm, nhiều anh em lớn lắm, làm gì cũng lớn phép biết, nhiều anh em thương gia kinh doanh lớn lắm, trong đó có kể cả là bác sĩ bệnh viện Từ Dũ luôn á,
trưởng khoa phó khoa gì đấy, nhiều nhiều anh em làm lớn lắm phải biết, kinh doanh đồ gỗ này kia đâu. Nhưng mà có một cái là phép thì có đặc gì đó, phép không có phân biệt giai cấp xã hội đâu. Phép thích nhất là nói chuyện với anh em á như đứa trẻ 12 tuổi. Nói chuyện với anh em mà cứ vô tư, cứ thẳng thắn, cứ vô tư thôi. Anh em người ta, những người như thế, người thành đạt á, vậy đó, người ta lớn gì vậy đó, người ta sẽ tự nhận ra đó, người ta sẽ tự nhận ra cái điều chân thật từ từ lời nói của mình thôi. Bởi vì phép vậy đó, phép quay cái video anh em dòm đi, không có dùng kỹ thuật, không có mà cắt ghép nói, không quay những khi tùm lum tùm la, cứ quay sao úp lên vậy vậy đó, mà anh em lớn lớn không á, dân nói chung là cũng có tiếng nói xội đó, nói với anh em là 40-50 triệu chuyển phật phật phật. Anh em đi giống anh em hôm mua chiếc xe chia cam mua chia cũng vậy, rất là cảm ơn anh em đó luôn. Tiền chuyển phát một đủ xe, khi 3-4 ngày đón xe không có gửi được, nó đầy thùng hoài, rồi gửi nhầm cái xe mà chỉ ngược tiếng, ảnh phải đi ra mấy chục cây anh đi ra anh nhận, mà điện thoại nói xin lỗi anh tiếng anh cũng cười vui vẻ, lên trển bị bể về trước luôn, thiệt là đau lòng rồi chứ. Sang đi, anh gửi hình cho anh Sang, không gửi cho mình coi mình tức, bị bể cái già trước luôn anh em, xe dừng nằm sao đâu, hôm nay gửi xe bị lỗi hoài buồn quá, chứ gửi Econo 6,5 triệu thì gửi lên trển bị bể cái đuôi gì nữa, đuôi già thật tình chán mới phép. Kiểu này chắc đi mua chiếc bán tải gì để giao xe chứ gặp gỡ anh em luôn quá anh em ơi, chứ giao cho chành viết cái phép gầu quá. Còn cái chiếc ZX thì bẩn, nói chung là anh em đang có làm rồi, nó có bể sẵn rồi, nhưng mà ta đã hàng lại rồi, lên tới chỉnh bây giờ nó dập một phát nữa, tét bét ra luôn. Thì bẩn đó đã thì là có bể, công nhận là có bể, nhưng mà ta đã làm rồi hết trơn này, ta hàng rồi, ta sơn nữa đẹp, cái này vẫn zin mà. Rồi giờ lên chỉnh nó dập phát nữa, bể anh em điện mắng chửi mọi kiểu mà phải nghe để biết sao giờ. Phép không có muốn đâu thiệt luôn, một chiếc xe mà tới anh em mà bị gì rất là buồn, rất là buồn. Tại vì là mình người á, mình là làm ăn mình có cái tâm, cái nhất cái thứ hai là mình yêu xe nữa, mình yêu xe nữa, xe của phép đậu nhà cho anh thấy đó, bụi lau chùi tối ngày đó, đường xá bụi, chiếc xe này là mình không dám lấy chạy nè, đậu gì chơi vậy đó, lâu lâu ra ngắm, lâu ra ngắm nhìn nó lạ lạ, ngộ ngộ nhiều thứ nó kỳ quái. Thử phép nói cái câu mà những anh em mà có trong đầu nhiều nhiều cái tiêu cực quá, với những cái suy nghĩ tiêu cực về người khác, hay là bất cứ anh em thử dòm cuộc sống ngoại của người đó coi, như y nghi phép nói không, không bao giờ thành công từ gia đình từ xã hội luôn. Bởi vì phép nói anh em mới cố gắng lên, mình cứ sống lạc quan yêu đời, anh em mới vui vẻ đó, gặp gỡ nhau ví dụ như không có thời gian thì một đôi câu chuyện vui vẻ bắt tay cho hỏi cũng được, còn có thời gian ngồi nhâm ly cà phê nói chuyện được, chơi trao đổi cũng vui nữa anh em. Clip khoe cái xe đến đây kết thúc, clip khoe cái xe mà nói nhiều quá anh em ơi, thôi nha anh em. Kết thúc clip cũng chúc anh em đi gan như câu chúc nãy đó, chúc anh em có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ hạnh phúc, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống, và đặc biệt là ai cũng thành đạt hết trơn nha anh em. Phép thân chào anh em.